Oh, xin chào cả nhà uh, trong video này uh, mình đặt ra tình huống nếu bạn là người thích chụp ảnh và bạn có hàng uh, gigabyte dữ liệu ảnh hay có thể nói là có thể là hàng chục gigabyte và bạn muốn tìm một nơi để lưu trữ ảnh thì chúng ta làm như thế nào đấy thì mình giới thiệu các bạn một cái ứng dụng đó là Google Photo bạn uh, search Google Photo sau đó tải xuống một cái ứng một cái ứng dụng đấy đây là quá trình tải xuống Google Photo. À, thì đặc điểm của nó là giúp cho chúng ta có thể là upload các cái ảnh từ máy tính lên trên đám mây Google. Đấy, đây là quá trình cài đặt ứng dụng Google Photo trên máy. Và các bạn lưu ý là chúng ta cần phải đăng nhập để sử dụng. Và các bạn đăng nhập bằng tài khoản của mình, tài khoản Gmail một đặc điểm đó là chúng ta lưu trữ không giới hạn các bức ảnh chất lượng cao tức là bạn có thể lưu trữ với uh, một cái dung lượng là rất lớn vượt qua 15 gb dữ liệu gmail thông thường Đấy. ở đây chúng ta chọn các thư mục chúng ta sẽ đồng bộ lên trên đám mây google photo và chúng ta có thể add thêm các folder lưu trữ ảnh còn dưới đây là bạn chọn cái kích cỡ của các ảnh nếu như các bạn là chất lượng cao thì chúng ta lưu trữ là không giới hạn. Đấy. và ngay lập tức là google photo desktop đã đồng bộ với đám mây thể hiện ở cái thông báo ở phía dưới. Đấy. các bạn quan sát. Đấy. ở đây chúng ta có thể dừng việc đồng bộ lên bằng cách là pause việc backup lại và chúng ta có thể chuột phải vào và resume tức là chúng ta lại tiếp tục quá trình đồng bộ cái dữ liệu từ cái thư mục lên trên đám mây. Đấy. bạn có thể uh, truy cập vào cái thư mục google photo backup Đấy. ở trong uh, picture trên máy tính. Đấy. ví dụ bây giờ mình copy một cái ảnh từ bên ngoài vào trong thư mục này, các bạn quan sát điều gì sẽ xảy ra. Paste ảnh vào đây. Đấy. Thế thì ngay lập tức là Google Photo đã đồng bộ lên đám mây, tức là lưu trữ trên đám mây cái ảnh mà mình vừa có vào. Đó. Khi bạn nhấn chuột phải vào cái biểu tượng Google Photo ở trên máy tính và chọn Settings thì chúng ta sẽ có một cái hộp thoại ở đây bạn có thể cấu hình các cái thông số, thiết lập các cái thông số về ảnh, về thư mục, Đấy, vân vân về tài khoản để mà sao lưu. Đấy. Bây giờ mình sẽ thực hiện một cái thao tác như này, Đấy. mình tải về một cái ảnh từ trên mạng xuống và tất nhiên là mặc định thì cái ảnh này sẽ được tải về cái thư mục trên máy tính là thư mục download và vừa rồi mình đã đồng bộ thư mục download trên mạng với Google và ngay lập tức khi vừa tải về thì cái ảnh này đã được đưa lên Google Photo. Đấy. Các bạn thấy là nó rất nhanh. Đấy. Và để kiểm tra xem là có đúng là cái thư mục à, trên đám mây Đấy. có các cái ảnh mà mình vừa đồng bộ hay không thì bây giờ mình đăng nhập vào uh, cái uh, Google Photo trên website. đấy và chúng ta thấy đường link website là photos.google.com đã hiển thị các cái ảnh mà mình đã đồng bộ từ bước trước đấy, chúc các bạn thành công.